Đói rồi, không có cá rồi bà con ơi. Bữa sớm con của em nào nói cũng dân ở Phước Tân vô Phước Tân Sơn Hải. Sơn Hải hả? À, nói nó vô đây ở cũng lâu rồi, mười năm mười mấy năm mà. Ánh sáng này đẹp, quay hình thấy rõ. Cái dẫn hả? Bốn con một cá nhỏ nhỏ không vậy ta? Cá thì vừa máng lứ luôn mà nó cá bự. Chứ năm ngoái mà bốn con cá đâu bự bự. Ba ngón mò bốn ngón rồi, năm nay cá nhỏ, cá có hai ngón là vừa đủ cái lỗ lưới. Nước nó lên đồng trễ quá cá nó không có lớn, phải nước lên đồng cá nó mới lớn. Năm nay trễ gần 2 tháng rồi. Năm nhường nữa rồi nước nhỏ. Nước nó lên đồng trễ rồi là cá dưới kinh nó lên đồng mà trễ nó không lớn. Mà cá linh mà nó lên đồng thấy lớn như thổi vậy ha. Bữa nay thấy thằng nào nấy bằng ngón tay cái hết rồi. Mấy hôm trước nó bằng đầu đũa. Cá nó lên đồng nó mau lớn lắm nha. Năm nay nước nhỏ nó lên đồng trễ nữa, thành thử ra cá nó không có lớn. Năm đặt giới này chạy ra leo dữ lắm. Leo to mà năm nay nó khó luôn. Trời ơi, ba cái cá leo với cá kết cái gì đó là phải nước lớn nó mới có tụi nó. Cá heo á hả? Cá heo năm nay cũng thấy ít thịt. Mà cá heo cũng thấy cũng còn li ti không ạ? Lớn đâu. Một năm là cá heo người ta còn hai ngón tay. Cá heo nó bán cũng tiền không? Cá heo có lớn bán tiền không ở? Không biết ở cái nhà hàng ở ở ngay cái cổng nước Sành Ứ cái gì Trà Sư, một ký nó bán ở nhà hàng nó bán ký nhiêu không?
300 ngàn. Mà cá heo đó ăn cá heo cái nó ngon, ăn cá heo đực không ngon. Nó không có béo. Cá đó sao người ta không nuôi đâu? Có con nuôi nữa. Có hả? Cá đó chắc phải nuôi bè chứ đâu có nuôi ao hồ gì được. Ở đây không, ở đây trên gạch mình nhỏ nuôi đâu được, nó nuôi sông lớn. Phải nước sập, thằng đó nó chịu nước sập. Nó sống ở nước chảy. Nước kiểu này từ từ cá nước ngọt cũng bị diệt chủng luôn mà. Năm nay ít rồi năm sau nó càng ít nữa, rồi nó cứ vậy rồi từ từ riết tuyệt chủng luôn. Có cái năm nước lớn là cá tụi nó ủi ở ngoài kinh lớn á, cá kết quá trời luôn. Cá chèn luôn. Cá chèn hiếm lâu rồi. Hồi xưa hồi mới giải phóng chú đi giăn câu nè, cá chèn bầu á nhiều lắm. Mà mấy năm đó đâu có ai biết là cái nghề dến của tụi con, mà tình hình này thấy chắc từ đây sắp lên cũng chua rồi đó nha. Lơ mơ là không có nước nạp dến luôn. Thì đó là cống không xả là không có nước luôn. Đúng rồi. Từ từ cái dẹp luôn. Ủa nó làm tới 11 cái đập thủy điện mà nó chặn hết nước mẹ nó rồi còn đâu. Bình đây giờ tiêu cá nước lên, bây giờ nước mưa đâu có thả đập thả cống nhảy xuống luôn tốt cá. Mình dưới này cũng đánh bắt đủ thứ chuyện đó. Dân đánh bắt cũng điện này nọ tùm lum la. Thử ra cá ở địa phương nó không có, phải cá trên thượng nguồn nó xuống. Đây tới mùa hạn chút là nó đi xiệt, nó đi gì tùm lum tùm la. Mấy con mà sống sót qua mùa nước nổi rồi, tới cái mùa đó là bị dứt nữa rồi. Mà ngạc đó, mình ở đây bây giờ mà nếu mình làm không có điện cũng không có ăn nữa. Dạ. Mà kênh ở đây qua không làm, bây giờ cá cũng vẫn còn đây. Qua đó hàng cá nó cũng đi mất tiêu chứ. Thằng nào mà trôi xuống dưới biển thì chết ở dưới biển bị nước mặn á. Còn thằng nào đi ngược dòng được thì đi. Ốc quắn mà bắt từ nãy giờ cũng cả ký vậy đó. Ông văn lưới 4 phân, ông để màu gì mà toàn dính ốc quắn không vậy? Thấy tụi nó ấy lá dừa đó không? Thả dưới sông để nó bắt ốc á. Tụi nó làm ngày cũng được chục 20 kg chứ không phải chơi nha. Chục 20 kg bán giá chót á. Giá rẻ cũng được 13.000 kg rồi. Mùa này hiếm ốc nè. Nước nhiều á, ốc nó hiếm. Bán được 15-16 ngàn. Thấy nó cột mấy cái lá dừa lại cái nó thả chìm ở dưới sông á. Thứ hai ngày ra dở một lần. Cái vỏ này mà trời giông mạnh cuốn lưới mấy em. Nó mới... Nó đầm hả? Còn cái gì nữa mà. Tôi cuốn cho nhanh. Gạch không đi rồi cuốn đâu. Tức là vậy. Campuchia nó sống xuống đây 300 cái số nó không hợp dọn đi. Dân lưới không có cá về mất tiêu có dò mất không.
thử cái giòn, tôi sợ tụt luôn cái giòn. Về hỏi vợ dân lưới về, vợ nó ủa mà không đi hai giò về cho bọn thôi bỏ cái giòn nó ăn cắn. Bữa nào ông được ký không? Chịu thua hôm nay rồi. Ở bên tỉnh là không biết được nửa ký không nữa. Cái thầy mà vợ nhà cũng tổn mà nó không mua đồ ăn là về nhà. Dạ, văn lứ rồi về tôi xin cơ giới. Không, bữa nay là vợ chồng nữ rồi. Đến đổn là đi văn lứ rồi khỏi mua đồ ăn. Rồi văn lứ ăn đừng có xin xin cơ giới luôn nha. Năm nay